chào các bạn hôm nay chúng ta tiếp tục phần 2b với bài học số 11 un tông nến chôm hepuline hôm nay chúng ta sẽ học một bài về những cái triệu chứng những cái khoa trong bệnh viện hoặc là chúng ta sử dụng những loại thuốc gì thì chúng ta sẽ sử dụng trong ngày hôm nay và cái tiêu đề bài đó là un tông nến chôm hepuline gê đây chúng ta đưa ra một lời khuyên cái việc à, tập thể dục cái việc từ tập thể dục thì bạn thấy như thế nào chúng ta sẽ à, xem mục tiêu bài học ngày hôm nay Hắc sức mục tiêu mục tiêu bài học ngày hôm nay đó là từ vựng về phần chứng sang là triệu chứng tiêu nguồn là bệnh viện Yak là thuốc ngữ pháp 1. short pulgit đây là bất quy tắc sờ. tiếp theo n mata mỗi khi một khoảng thời gian n này xảy ra thì mỗi khi một khoảng thời gian n thì có những việc gì đó đều đặn xảy ra tiếp theo chứng sang sơn miêng hagi chứng sang sơn miêng hagi ở đây chúng ta có việc giải thích cái triệu chứng tức là nói về cái triệu chứng của mình ngữ pháp và biểu hiện số 2 ngữ pháp số 3 đó là động từ đi nâng kê ở tế ô đây là chúng ta làm cái việc này thì như thế nào kê đây có nghĩa là cơ si cái việc làm cái gì đó thì như thế nào động từ đi với kido ở đây chúng ta là khi mà chúng ta quyết định hoặc là dự định chắc chắn một việc gì đó hoặc là hẹn nhau thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc này nói hai đó là khuyên nhủ khuyên nhủ khuyên nhủ tức cô maraki nghe và nói chúng ta có sao hoan cha theo tất kỳ chúng ta nghe cái đoạn hội thoại của người bệnh, hoan cha là người bệnh và ư xa, bác sĩ. Cơn căng pgl interview hagi interview kỳ chúng ta nghe một cái đoạn phỏng vấn về sức khỏe. Cơn căng interview hagi chúng ta cũng nghe một đoạn, chúng ta làm một đoạn phỏng vấn về sức khỏe cương <laughs> gan hăn chè hoan sụp quan ấy thè ăn cưng kỳ chúng ta đọc một cái đoạn văn về cái thói quen tốt cái thói quen uh, sinh hoạt um, lành mạnh để có sức khỏe suki thì chúng ta cương gan hăn xe hoa sụp quan ấy thè ăn cưng lì kỳ kỳ ở đây chúng ta viết một đoạn văn về cái thói quen tốt cho sức khỏe. Qua chê phần thực hành. Ui sao à, hoàn trà yok Thực hành trong phần bài này chúng ta đóng vai bác sĩ và bệnh nhân. Vun hoa sàn phần văn hóa chúng ta sẽ tìm hiểu về in sam, đó là nhân sâm. Phát âm, 청성 규직 후 연음 là sau khi mà chúng ta có bất quy, quy tắc thì chúng ta nối âm như thế nào cái này chúng ta sẽ tìm hiểu đầy đủ hơn trong bài chúng ta quay lại phần bài giảng thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu phần từ vựng từ vựng trong bài này đầu tiên là chúng ta có phần từ vựng về chưng sàng đó là về triệu chứng đầu tiên về triệu chứng chúng ta có Shoki khi ăn chốt thả đây là bên trong không không tốt bom sa đi nà tức là ốm nặng ốm liệt trường tha ga thật đây là gãy chân xô hoa ca ăn là đây là tiêu hóa không tốt petari ta là bị đi ngoài, thua ta nôn, ta là chóng mặt, Bambi là say tàu xe, Argue trên mặt xuất hiện cái gì đó, Ipachi ập ta không ngon miệng, Kuni ập ta không có hào hứng, không có sự hào hứng trong công việc, kyuon không có cái tâm trạng, không có cái uh, gọi là như tiếng việt mình là không có cái uh, thần thái, không có cái kyuon uh, không có hứng thú, kiểu thế không có hứng thú, chả mến chả một chả tà, không ngủ được. Bây giờ chúng ta sẽ nghe. 속이 안 좋다 속이 안 좋다. 속 라벤 짱, 안 좋다. 몸살이 나다. 몸살이 나다. 다리를 다치다. 다리를 다치다. 소화가 안 되다. 소화가 안 되다. 배탈이 나다. 배탈이 나다. 토하다. 토하다. 어지럽다. 어지럽다. 멀미를 하다. 멀미를 하다, 얼굴에 뭐가 나다, 얼굴에 뭐가 나다, 입맛이 없다, 입맛이 없다, 기운이 없다, 기운이 없다, 잠을 잘못 자다 잠을 잘못 자다 내과 안과 치과 피부과 정형외과 이비인후과 내과 안과 치과 피부과 정형외과 이비인후과 감기약 감기약 토감 Tu song yak là thuốc đau đầu. mơ mi yak là thuốc say xe. số hoa che là thuốc tiêu hóa. He là thuốc hạ sốt. An yak là thuốc mắt. Pasu cao dán, yonko thuốc mỡ. Ở đây chúng ta có một số hành động. Yakul makta uống thuốc ăn à 넣다. là nốta là thuốc mắt. bả sừ là là dán cao dán, dùng cồn là rửa là xoa thuốc mỡ, bôi thuốc mỡ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại. 감기야. 두통약. thụt 소화제 감기약 두통약 멀미약 소화제 해열제 안약 파스 연고 해열제, 안약, 파스, 연고, 약을 먹다, 약을 먹다, 안약을 넣다, 안약을 넣다. 파스를 붙이다. 파스를 붙이다. 연고를 바르다. 연고를 바르다. 음파. Chúng ta vào phần uh, ngữ pháp số 1 Bất quy tắc Siêu Ở phần bất quy tắc chữ sờ này Thì uh, có quy tắc đó là Nếu mà chữ sờ Ngay đằng sau nó có nguyên âm Thì chữ sờ sẽ bị mất uh, Đối với Những uh, động từ như là Sita Hoặc là utta Thì không thay đổi theo quy tắc Theo bất quy tắc này Nên Các bạn chú ý như vậy Tôi nhắc lại à bất quy tắc sờ khi gặp đằng sau nó là nguyên âm thì chữ sờ sẽ bị mất. Còn những động từ như là Uta sita sẽ không theo quy tắc này, tức là nó vẫn dùng bình thường. Ví dụ ở đây, kamki achi an dat an dasel thực tên nata. Ne kichimi xúc sốc này ho liên tục câu trên người a hỏi cam 아직 a ăn đá cam cảm cúm vẫn chưa khỏi hả à Nè, vâng khi chim kế xúc vẫn cảm cúm vẫn chưa khỏi hả vâng vẫn ho liên tục chúng ta nghe khi <laughs> a 중단 감기 아직 안 나왔어요? 네. 기침이 계속 나요. 가좀 감기 가 빨리 낫. 빨리 좋겠어요. 빨면 낫으면 좋겠어요. 났으면 좋겠어요. 눈이 좀부다래도승 승. 거 vẻ란 맛 허승. 부은 것 같아요. 부은 것 같아요. 맞거 vẻ 허승. 아키라시 이름은 누가 지었어요? 지었어요. tên c a k i r a 커피에 설탕은 넣 넣으니까 잘저 주세요. 잘 저주 저자서 chờ cho. Ừ, chờ cho xong, Đó là Tôi đã cho, vì tôi đã cho đường vào rồi, đường vào cà phê rồi. Khuấy cho kỹ và uống. Khuấy khuấy cho kỹ rồi uống. Đây là bất quy tắc sờ. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 2. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 2 trong bài À, ngữ pháp số 2 đó là n mata n mata ở đây có nghĩa là tất cả cái n hoặc là mỗi cái n này và đối với mata thì đi với nal mata hoặc là chu mata hoặc là he mata thì chúng ta có thể nói thành meil mechu menil và me và mata không sử dụng trùng lặp đấy là cái cách sử dụng của n mata này có nghĩa là mỗi khi n hoặc là tất cả cái n -ho. ví dụ ở đây 이 약은 하루에 몇번 먹어야 thuốc này một ngày phải uống mấy lần 하루에 세 번씩 시간마다 <목소리도> 이 약을 하루에 몇번 먹어야 돼요? 하루에 세 번씩, 여덟 시간마다 드세요. 이 약을 하루에 몇번 먹어야 돼요? 하루에 세 번씩, 여덟 시간마다 드세요. 이 약을 하루에 몇번 먹어야 돼요? 하루에 세 번씩, 여 시간마다 드세요. <목소리도> một số ví dụ ở đây chúng ta có nal thì nal mata han chỉ cần xích un tung à, nal mata mỗi ngày han chỉ một khoảng một tiếng un tung tập thể thao cho nên achim mata tôi thì buổi sáng mỗi buổi sáng hoặc tất cả các buổi sáng suy ngun hiểu tôi tất cả những buổi sáng đều bơi đây là nara Mata, mỗi quốc gia hoặc là tất cả các quốc gia pun hoa cá thần lầy là văn hóa khác nhau chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta vào phần tiếp theo đó là phần hội thoại số 1 trong phần bài số 11 này đầu tiên chúng ta sẽ dịch bài hội thoại giữa nana và yaksa yaksa đây là dược sĩ bạn vì sao đến đây đấy 배가 아파서 왔는데요는데요어또 이러고 복 و ا س 에어 속도 안 좋은 안 좋으세요? 멘창도 c ũ 네. 속도 안 좋고 토한 것 같아요. 아, b 콩 n 와 r 논. 언제부터 아프 있었어요? 만나비 듣기나요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 듣도용과, 어제 저녁부터 듣도용과, 나오린톡. 그럼 이 약은 한번 드셔보세요. 빨리 하이 웅톡 나이. 식후 세 번, 여덟 시간마다 드시면 돼요. vậy thì hãy uống thuốc này, sinh hú, tức là sau khi ăn, 세번 ba lần, ba lần sau khi ăn trong một ngày, ăn sáng ăn trưa ăn tối, Giữa tên gì căn mà ta, thứ gì Nế bao nhiêu tiền? 5000 uôn vậy ạ, 5.000 이 약을 이틀 정도 드셔 보시고 그래도 안나면 안 병원에 가세요. u ố n 2 ngày nếu mà k h ô n 감사합니다. 안녕히 계세요. 붉은, 땀 얜. 땀 얜, 땀 얜, 땀 얜, 땀 얜. 어떻게 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔 보세요. 식후 세번 8시간마다 드시면 돼요. 네. 얼마지요? 5000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔 보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네. 감사합니다. 안녕히 계세요. 어떻게 오셨어요? 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 세 번, 여덟 시간마다 드시면 돼요. 네, 얼마지요? 오천원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고, 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 어떻게 오셨어요? 속도 안 좋으세요? 언제부터 아프셨어요? 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 3번, 8시간마다 드시면 돼요. 5,000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔보시고, 그래도 안 나으면 병원에 가세요. 어 중국어. 중어 중국어. 중어 중국어. 언제부터 아프셨어요? 그럼 이 약을 한번 드셔 보세요. 식후 세번 8시간마다 드시면 돼요. 5000원이에요. 이 약을 이틀 정도 드셔 보시고 그래도 안 나으면 병원에 가세요.

네, 얼마지요? 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 어떻게 오셨어요? <목소리> 배가 아파서 왔는데요. 속도 안 좋으세요? 네, 속도 안 좋고 토할 것 같아요. 언제부터 아프셨어요? 어제 저녁부터 계속 아파요. 그럼 이 약을 한번 드셔보세요. 식후 세 번, 여덟 시간마다 드시면 돼요. 네, 얼마지요? 오천원이에요.

Yonto naseo. Bạn có sốt không? Yonto nago mokto puosoyo. Có cả sốt và sưng ở cổ họng, sưng cổ. Thì cái này người ta cũng cho thuốc và nếu mà kireto, nếu mà uống thuốc xong, kế dốc nếu mà vẫn đau liên tục thì pyongone kaseo. Thì chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần ngữ pháp số 3 trong phần bài 11 này đó là động từ đi với nâng kê ở tế ô. ngữ pháp này có nghĩa là thử làm cái việc động từ này xem như thế nào sử dụng khi khuyên nhủ hoặc đưa ra lời khuyên về một việc nào đó ở đây chúng ta xem ví dụ yô chương 계속 ga kế đây là tình huống ở đây là dạo này là răng đau nhiều đau liên tục chi quay khá vô ở tế và cái việc mà đi đến uh, khoa răng xem như thế nào bạn thử đến khoa răng xem như thế nào chúng ta nghe 요즘 이가 계속 아파요 치과에 게 어때요? 요즘 이가 계속 아파요. 치과에 가보는 게 어때요? 요즘 이가 계속 아파요. 치과에 가보는 게 어때요? 중타 센터에 뭐 성급합? 길이 막히는데 넝딱 지하철을 타는 게 어때요? 타는 게 어때요? đường tắt chúng ta thử đi tàu điện ngầm xem. Chôm, sinh cửa thầy o, hơi nhạt có vẻ hơi nhạt. krum so gumn to, nần nề, ướt Chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Động từ đi với kido Hata. Ở động từ này có nghĩa là à, tôi quyết định. Là một việc gì đó. Sử dụng khi xuất hiện, khi hẹn hoặc là khi quyết định về một công việc nào đó thì chúng ta sử dụng cấu trúc là Kido Hata. Còn nếu mà chúng ta đã quyết định là Kido Heta ở đây chúng ta xem ví dụ. Ibon Chumare bố cuối tuần này chúng ta bạn sẽ làm gì? Yuchin Shirang 영화 보러 가기로 했어요 유진이 영화 보러 갔어요 이번 주말에 뭐해요? 유진 씨랑 영화 보러 가기로 했어요 이번 주말에 뭐해요? 유진 씨랑 영화 보러 가기로 했어요 이번 주말에 뭐해요? 유진 씨랑 영화 보러 가기로 했어요. 다음으 친구를 만나다. 친구는 만나기로 했어요. 만나기로 했요 만나기로 했어요. 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 chúng ta đã hiểu phần này chưa ngữ pháp thứ ba và ngữ pháp thứ tư đó là uh, KAKIRO hata và động từ đi nên ở teo tiếp theo chúng ta sẽ sang phần maraki i maraki i này chúng ta có uh, Câu hội thoại như sau akira si we irke kyuni opsoyo Tại sao mà nhìn bạn không có sức sống gì, gì thế? Akira Một cái sử tội tôi cũng không biết nữa Dù chung kế sốc Phi gôn hà gồ Íp mặt sôi Tôi cũng không biết nữa dạo này Rất là mệt mỏi Và Ăn không ngon miệng Kurem. Un đông ngân chôm ở tế Vậy thì bạn thử Tập thể thao xem Như thế nào 민수 씨는 건강을 위해서 특별하, 특별히 하는 운동이 있어요? 아, bạn Minh Su có cái môn thể thao nào, có cái bài tập thể thao nào đặc biệt dành cho sức khỏe hay không? 네, vâng, có. 저는 아침마다 수영을 하는데 tôi thì vào mỗi buổi sáng tôi tất cả buổi sáng tôi đều bơi 기분도 좋고 스트레스도 풀어요. khô, stress tốt Tâm trạng tốt và giải thoát được uh, stress. Stress. Là stress. 그래요. Vậy à? Ở tìa giờ đều? Vậy thì bạn uh, bơi ở đâu? Huyết giác gần chơi ở suyên Tôi bơi ở cái bể bơi gần hơi xa, gần công ty. Từ tuần sau bạn Chihou cũng đã quyết định cùng đi Akira Shito Kachi hẳn leo. từ tuần sau bạn Chihou cũng đã quyết định cùng đi Akira Shito Kachi hẳn leo. bạn Akira cũng đi bơi chứ để chờ tôi Chicago Hamburg Kabul kiểu vâng để tôi sắp xếp thời gian rồi cùng nhau tới một lần cùng nhau thử một lần đây là tình huống bạn này bạn Akira thì mệt mỏi và ăn không thấy ngon thì bạn này bạn Minsu bạn ấy tư vấn là đi bơi và tuần sau thì cũng bắt đầu từ tuần sau cũng có Chiho đi cùng nữa 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네. 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데, 아키라 씨도 같이 할래요? 네. 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네. 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지오 씨도 같이 하기로 했는데, 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 그럼, 운동을 좀 해보는 게 어때요? 네, 저는 아침마다 수영을 하는데, 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데, 아키라 씨도 같이 할래요? 아키라 씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네. 저는 아침마다 수영을 하는데 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데 아키라 씨도 같이 할래요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 이제 리가 시작. 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 그래요? 어디에서 하는데요? 네, 저도 시간 내서 한번 가볼게요. 아키라씨, 왜 이렇게 기운이 없어요? 모르겠어요. 요즘 계속 피곤하고 입맛도 없어요. 그럼, 운동을 좀 해보는 게 어때요? 민수 씨는 건강을 위해서 특별히 하는 운동이 있어요? 네. 저는 아침마다 수영을 하는데, 기분도 좋고 스트레스도 풀려요. 그래요? 어디에서 하는데요? 회사 근처에 있는 수영장에서 해요. 다음 주부터 지호 씨도 같이 하기로 했는데, 아키라 씨도 같이 할래요? 네. Chúng 시간 내서 한번 가볼게요. chúng ta xem phần số 2, chúng ta có những nội dung khác. Đó là tình huống bạn này đó là Pigon HATA và Chamon Mochada. Thì bạn này bạn ấy tư vấn cho một môn thể thao đó là Thôi nhìn mà ta taekwondo luôn bèo, bèo Bạn này bạn tập thể tập uh, taekwondo. Và cái việc tập taekwondo thì bạn này bạn cũng uh, uh, dù là đi tập taekwondo ở uh, taekwondo trang. Taekwondo thông hồ hế tô na hết nên và bạn này bạn này cũng muốn tham gia cái tích, uh, câu lạc bộ đô này uh, ở đây chúng ta sẽ kết thúc phần số marki phần số 2 ở đây và các bạn chú ý là chúng ta sẽ đưa ra cho người ta một cái lời khuyên là khi người ta gặp một số vấn đề như là yochum pigone imato opso thì tư vấn cho người ta thử tập thể thao xem như thế nào uh, chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Chúng ta sang phần tất maraki mà ra kì. Chuẩn bị, Hàn Quốc ở giờ bệnh Các bạn đã đi đến bệnh viện ở Hàn Quốc chưa? Ở tì ca à Ở đâu, đau ở đâu mà bạn đã đi bệnh viện? Ở đây có các biểu tượng của các khoa. Nè qua, ibi bì gwa, hù qua, an gwa chi chung hương phí và chúng ta sẽ nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi đầu tiên số 1 dưới chay thẻ ăn sơn miêng mắt nên hãy chọn cái đúng về cái giới thiệu trong đoạn hội thoại về cô hãy chọn cái đúng về cái giới thiệu về cô gái số 1 xa hơn chân phù thờ sau là 4 ngày trước sau hơn chấm vô thờ Ap -ap đã ốm từ 4 ngày trước Y bạn nữ này lần đầu tiên đến bệnh viện này nên phiêu này thả ngày mai lại phải đến bệnh viện tiếp theo số 2 Giới chai chưng sang ngư mắt chi cơ sơn 어, 아, hãy chọn cái không đúng với cái triệu chứng của cô gái. chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려 주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고, 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 아, 해보세요. 아, 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네. 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네. 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않으면 그때 다시 오세요. 네. 감사합니다. 안녕히 계세요. Ở đây các triệu chứng của bạn này Thứ nhất là Bị đau từ bốn ngày trước không phải Và ý số 2 là ý đúng Bạn này có những triệu chứng như sau Không ho đúng không? Không ho Chảy nước mũi, đau cổ Và có vẻ sốt Chúng ta sẽ nghe lại Chào thức cổ 질문에 답하세요. 어서오세요. 저희 병원에 처음 오셨나요? 네, 처음이에요. 그럼 여기 성함과 연락처를 쓰시고 잠깐만 기다려 주세요. 네. 켈리 씨, 들어오세요. 어디가 아프세요? 열도 나고, 목도 많이 아파요. 언제부터 그랬어요? 이틀 전부터 아팠어요. 네. 자, 아, 해보세요. 아, 목이 많이 부었네요. 기침은 안 하세요? 네, 기침은 안 하는데 콧물이 나요. 요즘 감기가 유행이에요. 약잘 드시고 따뜻한 물을 자주 드세요. 네, 내일 또 와야 하나요? 아니요. 약을 다 드시고 낫지 않면 그때 다시 오세요. 네, 감사합니다. 아니 이게세요. chúng t sang đoạn hội t h i số 2. o n hội thoại số này c h ta â y là những cuộc thi chạy đầu tiên là chạy Mar marathon 42,195 km. hoàn thành Thì ông này, ông 8, 80 tuổi, tên là Kim In Chang. Tiếp theo. Người nhanh nhất. Sẽ gây ra khả trang bà của Là cuộc thi chạy cho những bà 90 tuổi. Chạy nhanh nhất thì có một bà đó là chạy 60 mét. Mất 28,6 giây. Tên là... Aida Kelly, 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 à, người Mỹ, New York, năm nay 95 tuổi. Thì ở đây chúng ta nghe và chúng ta trả lời câu hỏi. Chán thức cô, chi mô Chúng ta nghe và điểm vào đây ạ. Đầu tiên là chán thức cô, pin khát án án chân Chúng ta hãy viết những lời nói đúng vào dòng kẻ trống. Nam cha, ma ta, xích, 이 사람은 대한 Hãy chọn những cái lời nói đúng. 마라톤 대회에 여러 번 참석해 người này đã tham gia rất là nhiều kỳ đại hội marathon. tiếp theo là 100km 선수 trong số những cái vận động viên tham gia 나이가 가장 많습니다. Uh, tuổi nhiều nhất 건강은 위해서 먹는 특별한 음식이, 특별한 음식이 있습니다. À, để dành cho sức khỏe tốt thì người này người ta có những cái món ăn đặc biệt. Vậy chúng ta nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 지금 막 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김인창 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 것 축하드립니다. 네, 감사합니다. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? 네, 마라톤은 이번이 처음입니다. 연세가 88이신데 정말 대단하십니다. 지금 기분이 어떠십니까? 정말 좋습니다. 더 달릴 수 있을 것 같은데요. 평소에 운동을 많이 하십니까? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. 20년 동안 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. 식사는 어떻게 하십니까? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? 특별히 먹는 음식은 없고, 너무 짜거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다. 네. 다시 한번 축하드립니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 지금 막 마라톤 대회가 끝났는데요. 이번 대회에 참가한 선수 중에 가장 연세가 많으신 김인창 씨와 이야기를 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 먼저 마라톤을 끝까지 달리신 것 축하드립니다. 네, 감사합니다. 마라톤에 처음 참가하신 건가요? 네, 마라톤은 이번이 처음입니다. 연세가 88이신데 정말 대단하십니다. 지금 기분이 어떠십니까? 정말 좋습니다. 더 달릴 수 있을 것 같은데요. 평소에 운동을 많이 하십니까? 저는 아침마다 2시간씩 운동을 합니다. 20년 동안 계속 운동을 해서 이렇게 건강한 것 같습니다. 식사는 어떻게 하십니까? 건강을 위해서 특별히 드시는 것이 있습니까? 특별히 먹는 음식은 없고 너무 짜거나 매운 음식은 잘 먹지 않습니다. 네, 다시 한번 축하드립니다. 아, 매일 아침어 và phần Maraki phần nói chúng ta Yorubun uh, Taliki Thewe sơ Sangun và à, chúng ta giả định là chúng ta đã hoàn thành cuộc thi và chúng ta đạt giải trong cuộc thi chạy thì Kisawa Kichawa Interviewer Hebosel à, hãy đóng vai một người làm ký giả và một người làm uh, người được giải và chúng ta sẽ hỏi lẫn nhau tiếp theo chúng ta sẽ vào phần Ilkosuki đọc và viết chuẩn bị các bạn để giữ gìn sức khỏe chúng ta làm cái gì đầu tiên là tập thể dục thứ hai là ăn uống điều độ thứ ba nữa là thường xuyên đi bệnh viện kiểm tra thì chúng ta xem là đọc đoạn văn và, và sau và trả lời câu hỏi tôi sẽ giải thích cho các bạn đoạn văn thói quen sinh hoạt khỏe à, thói quen sinh hoạt khỏe mạnh. Ô hàm yên cường càng hăn chàng hoàn ư ơn sùi sức cây ố. Các bạn sinh hoạt như thế nào để chúng ta có một cái à, sức khỏe tốt. Má nên xa làm từ đi. Pì sàn mô mê chô ơn ưm Có rất là nhiều người thì mua những cái thực phẩm chức năng dương nhang chê thực phẩm chức năng đắt tiền hoặc là uh, ăn những món ăn tốt cho sức khỏe thế nhưng cơ cơ bồ ta sẽ hoàn sụp qua nên bọc cu nên có gì tôi chúng là thế nhưng so với những cái việc đó thì cái việc mà thay đổi cái thói quen sinh hoạt uh, cũng là một cái nó còn là cái tốt hơn 다음은 의사들이 말하는 건강에 좋은 생활 습관입니다. 인 sau đây là những người bác sĩ đã khuyên đã có một cái thói quen sinh h o ạ 여러분은 여러분도 한번 해 보세요. các bạn cũng t h 째 자주 웃고 모든 일은 좋은 쪽으로 생각하려고 노력합니다. chúng ta hãy nỗ lực chúng ta hãy nỗ lực uh, là suy nghĩ những cái uh, suy nghĩ về đây chúng ta thường xuyên cười và tất cả những công việc thì đều suy nghĩ về chúng ta hãy nỗ lực đều suy nghĩ về cái hướng chiều hướng tốt của nó thứ hai 너무 mu cha cơ 먹지 chi <laughs> cô 고기보다 채소 과일 생선은 많이 먹습니다. chúng ta là đừng ăn những món ăn quá cay hoặc quá mặn. so với thịt thì rau, trái cây, cá sẽ tốt hơn nhiều. Nan mada mỗi ngày 30 phút xích kaviun un dong un mỗi ngày chúng ta tập thể dục nhẹ nhàng khoảng độ 30 phút. Un dong un 한 번에 오래 하는 것보다 매일 하는 것, 매일 하는 것이 또 중요합니다. cái việc mà tập thể dục lâu so với cái việc tập thể dục một lần lâu thì ngày ngày tập mỗi lần một chút thì sẽ tốt hơn, sẽ quan trọng hơn. 외출 하고 나서 외출 하고 나서 sau khi mà đi ra ngoài về 집에 돌라오면 nếu mà đi về nhà 바로 손은 씻습니다 và phải rửa tay ngay 손은 자주 씻으면 감기를 예방할 수 있습니다 khi nếu mà chúng ta rửa tay đều đặn thì chúng ta có thể phòng ngừa được cái cảm cúm 아침은 꼭 먹습니다 buổi sáng nhất định phải ăn 저녁은 잘 먹는 것보다

비싼 영양제나 몸에 좋은 음식을 먹습니다. 그러나 그것보다 생활 습관을 바꾸는 것이 더 중요합니다. 다음은 의사들이 말하는 건강에 좋은 생활 습관입니다. 여러분도 한번 해 보세요. 1. 자주 웃고 모든 일을 좋은 쪽으로 생각하려고 노력합니다. 2. 너무 짜거나 매운 음식을 먹지 않고 고기보다 채소, 과일, 생선을 많이 먹습니다. 3. 날마다 30분씩 가벼운 운동을 합니다. 운동은 한 번에 오래 하는 것보다 매일 하는 것이 더 중요합니다. 4. 외출하고 나서 집에 돌아오면 바로 손을 씻습니다. 손을 자주 씻으면 감기를 예방할 수 있습니다. 5. 아침을 꼭 먹습니다. 저녁을 잘 먹는 것보다 아침을 잘 먹는 것이 건강에 더 좋습니다. 건강한 생활 습관 어떻게 하면 건강한 생활을 할수 있을까요? 많은 사람들이 비싼 영양제나 몸에 좋은 음식을 먹습니다. 그러나 그것보다 생활 습관을 바꾸는 것이 더 중요합니다. 다음은 의사들이 말하는 건강에 좋은 생활 습관입니다. 여러분도 한번 해보세요. 1. 자주 웃고 모든 일을 좋은 쪽으로 생각하려고 노력합니다. 2. 너무 짜거나 매운 음식을 먹지 않고 고기보다 채소, 과일, 생선을 많이 먹습니다. 3. 날마다 30분씩 가벼운 운동을 합니다. 운동은 한 번에 오래 하는 것보다 매일 하는 것이 더 중요합니다. 4. 외출하고 나서 집에 돌아오면 바로 손을 씻습니다. 손을 자주 씻으면 감기를 예방할 수 있습니다. 5. 아침을 꼭 먹습니다. 저녁을 잘 먹는 것보다 아침을 잘 먹는 것이 건강에 더 좋습니다. <nerve> chúng ta sang phần tiếp mỗi bạn sẽ đóng vai là bác sĩ và bệnh nhân ở đây trong tình huống của bài bài hội thoại này bài 11 này thì chúng ta đóng những vai ví dụ như là bác sĩ của Fibu qua trường hiên người qua Ibi Inu Kwa, hoặc là Ne qua để chúng ta thực hành cùng với nhau để cho người ta lời khuyên khi mà tìm hiểu được triệu chứng tiếp theo chúng ta sang phần văn hóa, yuravonin salmon bỏ cơ bột các bạn đã bao giờ uh, ăn nhân sâm chưa? In mon ở thị cho nhân sâm thì tốt cho chỗ nào? Tốt ở chỗ nào? Đây, nhân sâm đây, và khi nấu thành nước hoặc là đóng túi, yuravonin 요즘 저는 소화도 잘안 되고, 요나이또 소화가, 도없습 안, 음, 공, 입맛도 없습니다. 안, 음, 공, 은, 입맛도 없습니다. 공, 안, 은, 맛 없습니다. 공, 안, 음, 공, 은, 은, 없지만 공, 안, 음, 은, 없습니다. 공, 안, 없어서 공, 부하는 is ừ. tôi không có chỗ nào đọc đau, đau đặc biệt nhưng mà không có sức khỏe nên cái việc học ấy cũng thỉnh thoảng có những lúc rất là khó khăn Cre chimkuca cho cực chân ham in sun vì vậy nên bạn bè lo lắng và đã mua cho tôi cái nhân sâm. Biết chín tông an kế sốc mở cớt nần đề. Cứ chân bota chôm tớl phí gôn hâm Và so với mấy ngày trước, Biết chín tông an kế sốc mở nần đề. Sau khi dùng sâm trong vòng mấy ngày, cứ chân bota ta so với mấy hôm trước, chôm tớl phí gôn hâm đỡ mệt hơn côhang nghe ke xinmoê tô xuân buôn hà miến gắt cái này mà tôi nếu mà tặng quà cho bố mẹ sẽ rất là tốt thì nhân sâm như các bạn đã biết nó là cái thực phẩm đồ dùng để làm cho tăng sức khỏe cái đấy các bạn nếu có điều kiện các bạn cứ mua và sử dụng nhưng nhân sâm chú ý các bạn chú ý ở những người bị bệnh về tim mạch hoặc là huyết áp thì cái này chúng ta nên hạn chế và hãy nên sử dụng khi mà dành cho những người khoảng độ 12 tuổi còn những người mà từ 6 tuổi đến 12 tuổi thì chúng ta cho dùng sâm dùng sâm ở dạng không sâm x thì lúc đó người ta đã cho một số cái, cái, cái vị thuốc để nó trung hòa cái tính xâm đi tiếp theo chúng ta sang phần parum parum đó là ở trong phần này chúng ta có quy tắc pachime parumi co to paro pakun thame yonem tuenen kyungu chui haseo những trường hợp mà kết thúc là pờ, cò thì chú ý là khi mà luyến âm luyến âm lên thì nó là to là cờ là bò ví dụ như đây hóa top sồi hồ. mát sồi hoặc là cho tin cho tin thẳng cho tin chẳng chú ý là cờ to bò thì chúng ta đọc chú ý trường trường hợp số 2 chúng ta có thutanaeron số nâng đối với trường hợp và 2 hai uh, từ vựng mà có cái phát âm này phát âm nối này thì chúng ta phát âm như thế nào đầu tiên đây là pua cộng với an thì là pua khản pua khản mô tòa bộ tòa đây là ep GP Đấy, thì chúng ta có quy tắc như vậy theo nối hai từ nối như vậy trí cờ tờ pờ các bạn nhé bây giờ chúng ta sẽ xem phần phát âm phua ga phua ăn trong bếp Motoio là không đến được ip ip bên trên đây là bát Bottom ổ là không ngon và chốt in sẵn cái nhìn đầu tiên chốt in sẵn chốt in sẵn bên dưới chúng ta có một số cái câu đó là ia cơn han bơn han bơn này miệt al xích bỏ ố cái thuốc này han bơn này một lần miệt al xích mấy viên al viên mọi gửi ố

vì bận nên tôi không đến được chúng ta sẽ xem phần phát âm này như thế nào theo quy tắc như bên trên